Các bạn đã trở lại với kênh của Mr. Yaro, mình là Thảo Hoàng, huấn luyện viên Mai Đức Trung, người bố tận tụy của nhiều lứa cầu thủ nữ. Tuyển nữ Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng SEA Games 30 trong hành trình bảo vệ vị trí số 1 ở Đại hội Thể thao khu vực. Huấn luyện viên Mai Đức Trung xứng đáng được học trò tri ân. Không chỉ tới SEA Games 30, huấn luyện viên Mai Đức Trung mới được nhắc đến như một người có công lớn về bóng đá nữ Việt Nam. Trong suy nghĩ về tình cảm của nhiều cầu thủ nữ, bố Trung đã góp nhiều hơn thế với những sự thầm lặng. Hãy cùng Mr. Yaro tìm hiểu về Mai Đức Trung, người bố tận tụy của nhiều lứa cầu thủ nữ. Và đừng quên like, share và đăng ký kênh của chúng mình nhé. Xin chào. Đội tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc thành công giành huy chương vàng môn bóng đá nữ tại SEA Games 30. Thành tích đáng khâm phục này cũng là phần thưởng xứng đáng dành cho những ý chí thi đấu kiên cường của đội bóng nữ Việt Nam. Trong những ngày này, có rất nhiều thông tin liên quan tới đội tuyển nữ, tuy nhiên không thể không nhắc đến đóng góp của huấn luyện viên Mai Đức Chung, người lãnh đạo coi như là độc nhất vô nhị trong làng bóng đá, cả thế giới và trong nước. Không chỉ riêng hành trình bảo vệ ngôi vị vô địch ở Đại hội Thể thao khu vực lần thứ 30, huấn luyện viên Mai Đức Chung còn được nhắc đến là một trong những người có công lớn với bóng đá nữ Việt Nam. Trong suy nghĩ và tình cảm của nhiều tuyển thủ nữ, sự đóng góp thầm lặng của ông Chung còn nhiều hơn thế. Huấn luyện viên Mai Đức Chung chính là một người bố tận tụy, xứng đáng được mọi người tri ân. Từ thời còn theo nghiệp quần đùi áo số, Mai Đức Chung đã là một cầu thủ đa năng. Ông thường được đặt trên hàng công nhờ sở hữu cú sút mạnh mẽ và mắt quan sát tinh tế. Cũng có lúc, tùy vào tình huống trận đấu mà ông sẵn sàng lùi về làm hậu vệ. Chỉ cần được huấn luyện viên yêu cầu, Mai Đức Chung sẽ thi đấu ở bất kỳ vị trí nào, nếu điều đó có thể giúp ích cho toàn đội. Tính cách ấy đã đi theo ông từ lúc còn là một cầu thủ cho đến khi ông làm huấn luyện viên. Ông luôn tâm niệm mình là một người đảng viên, vì thế ông luôn đảm trách mọi yêu cầu được giao phó. Điều đó biến ông trở thành một ngoại lệ rất đặc biệt của bóng đá Việt Nam khi giành được nhiều danh hiệu cùng bóng đá nam và bóng đá nữ ở cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Trong hơn 20 năm sự nghiệp cầm quân, đến nay huấn luyện viên Mai Đức Chung xem như là người thành công khi gặt hái được nhiều danh hiệu nhất và cũng là người có duyên với các đội tuyển quốc gia. Ông từng trải qua quãng thời gian huấn luyện cho nhiều câu lạc bộ như Navibank Sài Gòn, BKMX Bình Dương, Thanh Hóa. Ông là người duy nhất ở Việt Nam từng đưa một câu lạc bộ vào đến bán kết giải châu lục là BKMX Bình Dương tại AFC Cup năm 2009. Ở cấp độ đội tuyển, huấn luyện viên Mai Đức Chung được coi là ông thầy độc nhất vô nhị tính tới thời điểm này. Có giai đoạn, ông chuyển từ đội nữ qua dẫn dắt đội tuyển nam cũng đạt được những thành công nhất định. Vào năm 2007, ông thay huấn luyện viên Alfred Riddle nắm quyền dẫn dắt đội tuyển Olympic Việt Nam và giành được một số thắng lợi quan trọng trước các đối thủ Tây Á như Liban và Oman tại vòng loại Olympic Bắc Kinh năm 2008. Ở vòng đấu cuối của vòng loại, huấn luyện viên trưởng Riddle đã giao cho ông quyền chỉ đạo đội tuyển Olympic trong 3 trận đấu cuối cùng. Vào năm 2017, sau khi dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam giành chức vô địch tại kỳ SEA Games 29, ông lại một lần nữa trở thành huấn luyện viên tạm quyền đưa tuyển bóng đá nam tham dự các trận đấu vòng loại AFC Asian Cup. Thời gian này, ông đã cùng học trò đánh bại Campuchia, qua đó đưa Việt Nam từ vị trí thứ 3 vươn lên thứ 2 trong bảng đấu. Khi đó, chúng ta bằng điểm và chỉ kém hiệu số bàn thắng so với Jordan, đội đầu bảng lúc này. Tuy nhiên, đứng trước trận lượt về với Campuchia, Liên đoàn bóng đá Việt Nam công bố chính thức bổ nhiệm Park Hang-seo trở thành huấn luyện viên trưởng của tuyển nam quốc gia. Ông tiếp tục trở lại vai trò huấn luyện viên trưởng cho tuyển nữ quốc gia. Có thể coi ông Mai Đức Chung là trường hợp hy hữu của bóng đá thế giới khi từ huấn luyện viên đội tuyển quốc gia nữ chuyển ngay sang đội tuyển quốc gia nam chỉ để đá một trận. Khi tạm quyền ở đội tuyển bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Mai Đức Chung từng khiến nhiều người hâm mộ phải xót xa khi chứng kiến hình ảnh một ông già tuổi gần 70 dầm mưa dưới sân cùng những cầu thủ đáng tuổi còn cháu mình. Nhưng trong mắt huấn luyện viên Mai Đức Chung, luyện tập dưới mưa là điều hoàn toàn bình thường, bởi điều kiện thời tiết tương tự hoàn toàn có thể xảy ra khi thi đấu. Dưới cơn mưa lớn ở sân Mỹ Đình, ông Chung vẫn đứng sát đường biên đốc thúc học trò ngay ở lúc mưa rát mặt. Sau trận đấu, khi được hỏi ông không sợ cảm lạnh ư, huấn luyện viên Mai Đức Chung từ tốn: "Vì đội tuyển, tôi sẵn sàng bị thương, chút nắng mưa có xả gì." Trở lại với thời điểm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn cuối năm 2017 tới đầu năm 2018, đây là thời kỳ bóng đá Việt Nam rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng sau thất bại của đội tuyển U22 tại SEA Games 29. Huấn luyện viên Mai Đức Chung khi đó là thành viên của Hội đồng huấn luyện viên quốc gia, hiểu rõ sự khó khăn và những nguy cơ, ông vẫn chấp nhận. "Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, không ai nhận thì tôi nhận, thắng tôi nhận, thua tôi cũng chịu trách nhiệm." Câu nói không chỉ giải đáp mọi thắc mắc về việc nhận lời, đóng vai chữa cháy mà còn truyền lửa tạo niềm tin lớn trong giai đoạn u ám này. Ngày công bố danh sách triệu tập nhân sự đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại Asian Cup năm 2019, ông nhận không phải ít chỉ trích từ giới người hâm mộ và những người từng làm bóng đá vì cho rằng Phí Minh Long và Mạc Hồng Quân còn chưa xứng đáng khi còn mắc nhiều sai lầm khi thi đấu. Phản ứng của ông là gì? Làm người ai chẳng có lúc mắc sai lầm nhất thời.
Vì sai lầm ấy mà lấy đi cơ hội của họ thì còn ai dám đá bóng nữa. Đi tới đâu, ông Trung cũng nhận sự nể trọng lớn của các cầu thủ, nhiều lứa cầu thủ và đã là trụ cột của đội tuyển vẫn dành cho ông sự tôn trọng. Họ đều gọi ông là bố đầy thân thiết. Gắn bó với tuyển bóng đá nữ Việt Nam từ đầu năm 1994 đến nay, tuy đạt nhiều thành tích lớn nhỏ khác nhau, nhưng đáng chú ý hơn đằng sau thành công đó là những đóng góp thầm lặng giống như là người cha già chăm lo từng chút cho các cô con gái của mình. SEA Games 22 năm 2003 là lần thời điểm đại hội thể thao ở khu vực được tổ chức tại Việt Nam. Khi đó, đội tuyển nữ không được chú ý lắm, khán đài dường như là vắng hoe. Ông Trung cùng bạn bè mình phải đi đến các trường học vận động khán giả đến sân cổ vũ cho các cầu thủ, nỗ lực của họ đã không uổng phí. Những trận đấu về sau, khán đài ngày càng đông khán giả rồi trở nên chật kín ở trận chung kết khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lên ngôi vô địch. Suốt một quãng thời gian dài trên sân tập trung đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, nơi các đội tuyển thường chọn để tập huấn trước giải, người ta vẫn thường quen thuộc với hình ảnh một người cặm cụi xếp từng vật dụng rồi lại thu gom sau mỗi buổi tập thường ngày. Trong kỳ SEA Games 30 này, khi tới Philippines, chứng kiến các cô gái phải tập luyện, thi đấu trong điều kiện thiếu thốn, bữa ăn không được đảm bảo, ông đã đích thân đi chợ mua thực phẩm bổ sung cho các học trò. Không những vậy, ông còn nhường thức ăn cho các học trò để họ ăn đủ no, chuẩn bị cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch SEA Games 30. Ở trận đối mặt với Thái Lan tại trận chung kết, trong suốt 120 phút kiên cường thi đấu, các cô gái nhiều lần phải nằm sân vì bị căng cơ, chuột rút, thể lực cạn kiệt. Không chỉ vậy, còn hứng chịu rất nhiều vết xước, thậm chí đã ẩn cả một mảng lớn trên da như tình huống của Trương Thị Kiều. Cô bị va chạm dẫn đến tổn thương phần mềm, xước một khoảng da lớn ở đùi. Đó là một trong những hình ảnh vừa xót xa lại vừa gây xúc động mạnh trong lòng khán giả khi chứng kiến một trận chung kết nghẹt thở như vậy. Hiển nhiên, với ông Trung, một người luôn coi các học trò như là con, làm sao có thể giữ được bình tĩnh, ông liên tục hối thúc đội ngũ y tế vào sân chăm sóc. Sau trận, ông thừa nhận mình đã gấp đến mức nổi nóng mắng luôn cả bác sĩ. Thấy cháu như vậy và do tiếp cận trận đấu phải nhanh, các bác sĩ cũng băng bó hời hợt khiến vải băng bị tuột ra thì tôi cũng hơi nóng tính. Tôi quát cả bác sĩ, tại sao không bó chặt vào để cho những vết thương đỡ bị bung ra như vậy? Phải nói rằng, trong thâm tâm tôi rất thương vận động viên chứ không phải vẻ bề ngoài thôi đâu. Sau thành công tại SEA Games 30, vị thuyền trưởng của tuyển nữ Việt Nam không giấu được cảm xúc khi nói về phần thưởng lớn ông và các học trò được nhận sau mỗi trận đấu. Chưa bao giờ họ được quan tâm và đầu tư nhiều như SEA Games lần này. Ông chia sẻ, tuyển nữ được cải thiện rất nhiều từ vật chất đến tinh thần. Còn gì sung sướng hơn khi đội tuyển nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Không nói đến vật chất, chỉ riêng việc nhiều người đến sân cổ vũ trận bán kết đã khích lệ tinh thần, giúp các cầu thủ chơi hay và quyết tâm mạnh mẽ hơn rất nhiều. Huấn luyện viên Mai Đức Chung không dùng mạng xã hội. Có lẽ đó là lý do khiến cho ông sống bình thản vì không phải chứng kiến những hỉ nộ ái ố trên thế giới ảo. Ông chỉ quan tâm đến công việc của mình và cố gắng làm tốt nhất có thể, như ông đã làm suốt nhiều năm qua. Trước SEA Games 30, ông từng chia sẻ với báo giới về kế hoạch sau này của mình. Có thể ông sẽ trở về gia đình nghỉ ngơi khi tuổi đã già và có thể cũng sẵn sàng làm tiếp nếu bóng đá cần ông, như chính lời ông nói, cả đời tôi đã gắn với bóng đá nữ rồi. Vừa rồi là những chia sẻ cá nhân với huấn luyện viên Mai Đức Chung dưới một góc nhìn nào đó. Có lẽ có người nói ông là một vị thuyền trưởng tận tâm đáng quý, cũng có lẽ sẽ có người nhận xét rằng đó là một ông già quá bảo thủ. Mỗi người một ý mà. Còn bạn suy nghĩ như thế nào về huấn luyện viên này? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn ở một bình luận ngay phía bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.